Rồi hello. Hôm nay nông nghiệp mình xin chào toàn thể các anh em nhá. Rồi, trước tiên là mình cũng xin chúc cho toàn thể các anh em có một cái ngày mới tràn đầy năng lượng và coi như là có một ngày làm việc hiệu quả. Thì để đến với cái video của ngày hôm nay thì trong thời gian vừa qua là cũng có rất rất là nhiều các anh chị em là cũng hỏi mua chó con ở bên mình. Nhưng mà vì đợt này ấy, là mình phải thông báo như thế này, đó là đang vào cái thời kỳ mà dịch Covid nó bùng lên trở lại Việt Nam, cho nên là cũng khó nhất là về cái khâu vận chuyển đấy. Thì đặc biệt là như bây giờ ở cái tỉnh Bắc Giang của mình ấy là cũng có khá nhiều xã coi như là phải cách ly khoanh vùng. Điển hình như là xã Tân Trung, à quên, gọi là huyện Tân Yên của mình đi. Huyện Tân Yên của mình thì cũng có mấy xã, mấy thôn. Thì mỗi xã, mỗi thôn là cách ly, cho nên là đường đi lối lại nó rất chi là khó. Khó nhất là về khâu vận chuyển thôi anh em ạ. Mà đợt này thì mình cũng đang hạn chế về cái tiếp xúc bên ngoài ấy. Thì mình cũng đang thực hiện chế độ giãn cách xã hội theo phương châm của nhà nước để đẩy lùi dịch nhanh chóng. Cho nên là đợt này thì mình cũng không có đi đâu cả, cho nên là xe cộ phương tiện không có để liên tỉnh để gửi được cho các anh em là một. Cái thứ hai đó là đang thực hiện chế độ giãn cách xã hội, cho nên là anh em thông cảm. Bởi vì rất nhiều anh chị em là cứ hỏi mình nhưng mà mình không trả lời được kịp là một. Mới lại mình không coi như là có để cung cấp cho các anh chị em. Cho nên là hôm nay mình làm một cái video này để thông báo cho các anh chị em biết được tình hình, để anh chị em coi như là nắm được. Thế nhưng mà trong vòng độ tầm 1 tháng thì có thể là dịch nó hết ấy, thì mình lại cung cấp cho các anh chị em bình thường. Đấy, thì mình nói là như vậy nên là cũng mong là các anh chị em là cũng hiểu và thông cảm cho mình được cái vấn đề này. Rồi, thì cái vấn đề chính là mình cũng đã nói xong. Thế còn lại cái vấn đề thứ hai thì hôm nay mình cũng lại tiếp tục chủ đề hai chú chó cún này của nhà mình. Một con là Bét, một con thì Ben. Đấy. Với cái bữa sáng của nó thì đa số là mình cho ăn đây anh em ơi. Đấy, đa số nó toàn cám cám hột thôi nhá. Thế xong rồi chiều đến thì mình lại cho ăn cơm. Ngày mình cho ăn 2 bữa thôi, nước uống thoải mái cho chúng nó uống. Bởi vì là lo ăn cám này là nó rất chi là khát nước anh em ạ. Đây này, cám thì nó khô như này, mình cho nó đầy một bát này luôn đấy mà nó ăn này, còn từng này thôi. Đấy, thỉnh thoảng nó ra nó nhai nhai mấy hạt xong nó lại nằm. Béc này thì đang thay lông này. Đây này anh em này, thay sắp xong rồi. Béc này giờ thì cũng bảo ngoan lắm. Béc lại đây, ngồi xuống. Lại đây. Đây mình phải cầm ở đây thì nó mới ngồi. Này, Béc ngồi xuống. Rồi, rất tốt. Lại đây. Rồi, ngồi xuống. Rồi. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Bởi vì nào nó đang quen là mình cầm cái dây. Còn bây giờ mình gọi kia ấy, thì là hầu như là nó rất chi là khó nghe. Bởi vì nó còn thêm một con nữa. Đây, lại đây. Rồi, từ từ, từ từ. Bữa mới tụt mất dép, lại đây. Rồi, thôi, ngồi xuống. Bẹt, ngồi. Rồi, ngoan lắm. Nằm xuống. Nằm. Bẹt, nằm. Rồi, nằm im. Đấy, anh em ạ. Hầu như là lệnh ngồi, lệnh nằm rồi là khá là ok rồi. Và lệnh cắt nữa. Đây mình sẽ lấy cái hộp sữa này quăng cho nó. Bẹt bẹt này. Cắt.
Rồi. Này đây, này đây. Bác lại đây. Đấy. Này đây. Này đây. Rồi, nhá. Nhá. Nó vẫn đang tranh nhau anh em. Rồi, nhá đây. Nào. Ra đây. Đây kể cả như con Ben thế, Ben. Ben lại đây. Ben này thì cũng vậy. Nào. Ben lại đây. Đây. Rồi, Ben ngồi xuống. Rồi. Đi, này đây. Ben, này đây. Đi. Rồi, Ben ngồi xuống. Rồi, đấy anh em thấy không? Mình chỉ cần cầm vào xích thôi thì mình bảo nó rất chi là dễ. Còn lại mình không cầm thì hầu như là hai con này nó còn nghịch. Đấy. Sáng nào mình cũng đêm nào mình cũng đổ ra ngoài vườn để cho nó săn chuột, bắt chuột. Nó săn tốt lắm anh em ạ. Trước toàn chuột to đùng, như bây giờ thì hầu như là không còn chuột nữa rồi. Bác, về đây. Đi về đây. Ra đây. Rồi. Ra đây, bác. Đi ra đây. Rồi, giỏi, ngoan lắm. Cỡ mình bảo vào chuồng thì khỏi phải chê anh em ạ. Mình cứ chỉ vào đâu thì nó đi vào đấy luôn, con bác này. Mà đi vào nó còn không ra cơ. Bác vào chuồng. Đi vào, vào đây. Bác vào chuồng. Đi vào. Vào chuồng. Vào. Đấy anh em thấy chưa? Rồi, ở trong đấy. Đây mình đứng đây mình quay luôn cho các anh em này. Nó không ra đâu nhá. Bao mình phải gọi ra nó mới ra, còn không á. Xin lỗi. Ở trong đấy luôn. Đấy mặc dù mình cứ mở cửa thôi. Đấy. Nào. Bẹp. Hôm nay thì nó không nghe rồi. Bẹp hay nhỉ? Vào chuồng. Đi vào. Náo nhỉ? Đi vào. Vào chuồng. Hay thật đấy. Ai cho ra mà ra. Đi vào. Nằm đấy. Đấy mặc dù là như vậy nhưng mà mình để mà dạy nó thì cũng đơn giản thôi anh em ạ. Nó rất chi là ngoan đấy. Kìa, mình mà quát nữa thì Ben cứ ở kia thì cứ ở kia thôi. Đấy. Cứ mỗi con một chỗ. Ben, ở đây. Được cái là không vồ gà bắt gà gì, cũng ngoan. Rồi thì là hôm nay video mình bán chó mùa dịch đến đây là kết thúc. Anh em nào xem thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào cần về tất cả các loại chó con thì để qua đợt dịch chúng ta sẽ làm việc về vấn đề này. Rồi hôm nay video mình xin được phép kết thúc ở đây. Anh em nào thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Xin chào.